Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một mẫu túi bèo nhún đơn giản từ mũi kép dành cho những bạn mới học móc. Ở mẫu túi này á, thì các bạn có thể móc thành phẩm như của mình thì nó sẽ có phần bèo bằng như thế này, hoặc các bạn có thể biến tấu, các bạn chỉ gắn khóa kéo đến cái chỗ này, chừa 2 phần 2 đầu khoảng chừng này, các bạn chít lại và bẻ nó lên. Chúng ta có thể luồn kẽm hoặc làm gì đấy bẻ nó lên. Khi móc đến hàng cuối cùng các bạn có thể luồn kẽm xong rồi chúng ta có thể bẻ nó lên như thế này, thì các bạn sẽ được một mẫu túi nhìn như là áo đấy. Tùy ý các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về các nguyên liệu cần thiết để làm mẫu túi này. Đầu tiên là sợi thô, chúng ta cần khoảng 1,5 cuộn sợi thô. Ngoài ra các bạn còn cần cước. Cước này thì các bạn cần khoảng 1 mét thôi để chúng ta làm phần đáy. Mát trang trí. Đây các bạn. Khoa kéo. Xích này. Cua. Và một cặp đê. Kim móc và kéo, kim móc mình sử dụng kim 2,2 mm. Rồi kim chỉ và kim khâu len. Và kim chỉ các bạn có thể sử dụng màu cùng với màu sợi hoặc màu cùng với màu khóa. Nếu các bạn sử dụng khóa cùng màu thì sử dụng một loại kim chỉ cùng màu với sợi và khóa cũng được nhé. Rồi như vậy mình đã giới thiệu xong đầy đủ các nguyên liệu cần thiết để làm mẫu túi đơn giản này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước cho các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ móc xích cho mình. Ở đây mình sẽ lên 38 xích. Đây, mình đã móc sẵn 38 xích. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 xích. Sau khi lên xong 38 xích, chúng ta sẽ bắt đầu móc hàng 1 như sau. Các bạn sẽ lên cho mình 3 xích nữa. 1, 2, 3. Chúng ta bỏ qua 3 xích vừa lên, lấy sợi vào kim, đâm kim vào xích thứ 38, hay còn gọi là xích thứ tư tính từ kim. Và các bạn móc vào đây cho mình 3 mũi kép cùng chung một chân. Một mũi này. Hai mũi. Mũi thứ ba. Rồi, tiếp theo các bạn hãy lấy một cái đánh dấu và đánh dấu mũi thứ ba này lại cho mình. Sau đó chúng ta tiếp tục móc mỗi xích một mũi kép. Cái xích kế bên đây, như các bạn thấy nó bị kéo hơi căng, các bạn nhớ đừng có bỏ sót cái xích này nhé. Ta sẽ đâm vào đây, móc một mũi kép. Rồi chân tiếp theo. Tổng cộng ở đây các bạn sẽ móc cho mình 36 mũi kép liên tục. Đây là 36 mũi kép mình đã móc xong, mình còn một chân cuối cùng chưa móc. Chúng ta sẽ móc vào chân cuối cùng này 7 mũi kép. Mũi đầu tiên, sau đó các bạn lấy cái đánh dấu và tiếp tục đánh dấu mũi ở đây cho mình.
Rồi đâm kim vào chân này, chúng ta móc mũi kép thứ hai. Mũi thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. Mũi thứ sáu. Và đây là mũi cuối cùng, mũi thứ bảy. Như vậy ở phần góc chúng ta đã bo tròn bằng 7 mũi kép liên tục. Sau đó các bạn đánh dấu vào mũi thứ bảy này cho mình. Rồi ở phần cạnh bên này các bạn sẽ còn cái chân xích chưa móc đây. Chúng ta sẽ móc mỗi chân này một mũi kép. Tổng cộng ở đây các bạn cũng sẽ móc 36 mũi kép vào 36 chân cho mình. Mình đã móc xong 36 mũi kép ở cạnh bên. Bây giờ chúng ta sẽ còn một mũi cuối cùng chưa móc, chính là cái chân ban đầu các bạn móc lên 3 xích và móc 3 mũi kép đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào đây cho mình 3 mũi kép. Một mũi. Hai mũi. Ba. Lúc này các bạn sẽ có 3 mũi kép vừa móc này. 3 mũi kép móc bên này 1 2 3 và 3 xích lên. Chúng ta có tổng cộng 7 mũi kép cùng chung một chân. Các bạn cũng đánh dấu cho mình cái mũi kép đầu tiên trong 3 mũi kép ở đây. Sau đó chúng ta sẽ móc mũi trượt vào dây xích đây các bạn. Móc mũi trượt này chúng ta đã kết thúc xong hàng số 1. Đây là phần đáy sau khi các bạn móc xong hàng mũi kép đầu tiên. Rồi tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một đoạn cước. Chúng ta sẽ móc hàng số 2 và chèn cước vào như thế này. Các bạn lên 3 xích cho mình. 1, 2, 3. Sau đó các bạn đâm kim vào mũi kép đầu tiên. Chúng ta đặt cước ở giữa mũi sợi và kim móc, móc một mũi kép vào chân này. Rồi, cụm chân này các bạn đâm kim thêm một lần nữa và móc mũi kép thứ hai. Hôm nay chúng ta sẽ có hai mũi kép cùng chung một chân. Các bạn ở góc này các bạn sẽ còn hai mũi kép đây. Đến cái chỗ chúng ta đánh dấu á. Mỗi chân này các bạn cũng sẽ móc cho mình hai mũi kép cùng chung một chân. Rồi như vậy ở phần góc này 3 mũi kép đầu tiên chúng ta đã tăng thành 6 mũi kép với 2 mũi kép cùng chung một chân. Tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi kép cho mình. Ở đây chúng ta sẽ móc 36 mũi kép liên tục.
Các bạn móc cho đến cái chỗ mà chân này. Đây, cái này là mũi đánh dấu đúng không? Thì các bạn móc đến cái chân này. Mỗi chân một mũi kép cho mình nhé. Mình đã móc xong 36 mũi kép đến cái chỗ đánh dấu. Bây giờ mình sẽ tháo cái phần đánh dấu này ra. Và 7 chân tiếp theo, mình sẽ móc mỗi chân 2 mũi kép cùng chung một chân. Rồi mình đã móc xong phần góc. Với 7 lần 2 mũi kép cùng chung một chân, chúng ta được 14 mũi kép. Tiếp theo các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi kép. Các bạn móc như vậy cho đến cái mũi trước cái điểm đánh dấu đây. Chúng ta có tổng cộng 36 mũi kép liên tục. Đây, xong 36 mũi kép ở cạnh bên này thì chúng ta sẽ đến cái phần đánh dấu. Các bạn tháo phần đánh dấu ra, chúng ta còn 3 chân chưa móc này. Mỗi chân này các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép cùng chung một chân nhé. Rồi mình đã móc xong đến điểm đánh dấu ở bên này. Lúc này các bạn tháo đánh dấu ra, chúng ta sẽ thấy còn 3 chân chưa móc này. Và ở ba chân này các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép cùng chung một chân. Và phần dây cước này thì chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên, không cắt. Chân thứ hai. Chân thứ ba. Rồi như vậy ở đây chúng ta sẽ có 6 mũi kép liên tục và bên này cũng có 6 mũi kép. Tổng cộng là 12 rồi, thêm 3 xích lên này là mũi kép thứ 13. Như vậy ở chỗ mà lên 3 xích chúng ta sẽ móc thêm một mũi kép nữa. Đây, đâm vào chân mà các bạn móc mũi trượt á. Sau đó các bạn móc mũi trượt vào đầu xích thứ 3. Để chúng ta kết thúc hàng này. Các bạn móc mũi trượt xong thì chúng ta có phần đáy như thế này. Kích thước của nó như sau. Độ rộng của nó, chiều dài của nó khoảng 19 cm.
Độ rộng là 4 cm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên phần thân. Ở phần thân á, thì hàng đầu tiên này mình vẫn tiếp tục nẹp cước nhé. Chúng ta sẽ lên 3 xích và các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi kép cạnh sau. Đây, mũi kép của nó có hai sợi như thế này, chúng ta đâm vào sợi cạnh sau và chúng ta nẹp cước đi kèm. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng 100 mũi kép, tính cả mũi 3 xích mà các bạn lên ban đầu để lên hàng nhé các bạn. Đó, các bạn cứ móc cạnh sau như vậy thì nó sẽ gập như thế này. Đây, mình đã móc xung quanh xong bằng toàn bộ mũi kép đến kiểu góc đây các bạn. Thì các bạn lưu ý cái mũi ở đây này là mũi trượt nha các bạn đừng có móc vào đây. Chân này sẽ là chân kết thúc. Để cho chắc chắn thì nếu bạn nào mà không biết á, các bạn nên đếm đủ 100 mũi là đúng nhé. Rồi các bạn móc mũi trượt vào đầu xích thứ ba. Chúng ta kết thúc hàng số 1 của phần thân. Đây, sau khi các bạn móc xong thì chúng ta cắt cái phần dây cước này đi. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc hàng một của phần thân. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ thấy nó đứng lên như thế này. Rồi các bạn lên từ hàng 2 đến hàng 16. Các bạn sẽ đều lên 3 xích cho mình. Sau đó móc mỗi chân một mũi kép. Đó, các bạn cứ móc mỗi chân một mũi kép như vậy, đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc mũi trượt tương tự như hàng dưới này. Các bạn móc đến hàng 15 thì dừng nhé, chứ không phải hàng 16 đâu. Nãy mình nói nhầm mất, đây là phần thân túi sau khi mình móc xong hàng số 15. Nó có kích thước như sau. Độ cao sau khi mình móc xong 15 hàng là khoảng 10, gần 13 cm nhé các bạn, 12 cm rưỡi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hàng 16, chính là hàng cuối cùng. Sau khi móc mũi trượt để kết thúc hàng 15,
Các bạn lên cho mình một xích đâm kim vào chân mũi trượt, móc một mũi đơn. Sau đó cứ mỗi chân kép ở đây các bạn cũng móc cho mình một mũi đơn. Tổng cộng ở đây chúng ta sẽ móc 100 mũi đơn để kết thúc hàng số 16. Kết thúc hàng 16 với 100 mũi đơn. Các bạn móc mũi trượt vào mũi đơn đầu tiên. Sau đó chúng ta lên một xích và các bạn tiến hành cắt sợi cho mình. Sau đó các bạn xỏ kim như thế này và chúng ta sẽ giấu sợi vào trong mũi. Các bạn giấu như vậy nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần bèo nhún. Đây các bạn quay ngược cái túi lại như thế này. Đây là hàng mũi đơn đầu, hàng mũi đơn này, đây là hàng mũi kép này, đây là hàng mũi kép thứ hai. Thì các bạn sẽ bắt đầu móc ở hàng mũi kép thứ hai. Chúng ta sẽ bắt đầu móc ở phần góc mà các bạn lên 3 xích đi luôn nhé. Bạn đâm kim vào đây giữa cái 3 xích và mũi kép đầu tiên. Chúng ta lên 3 xích, 1 2 3. 3 xích này tương ứng với một mũi kép. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào chân, các bạn vừa chèn sợi lên 3 xích, chúng ta móc một mũi kép nữa. Như vậy các bạn sẽ có hai mũi kép cùng chung một chân. Rồi tiếp theo, đây giữa mũi kép thứ nhất và thứ hai, các bạn sẽ tiến hành đâm kim vóc vào đây hai mũi kép cùng chung một chân. Rồi tiếp theo tương tự như vậy, giữa mũi kép thứ hai và thứ ba sẽ đâm kim vào, móc hai mũi kép cùng chung một chân. Các bạn cứ móc như thế này cho đến khi hết hàng. Đây mình móc cho đến gần cuối này các bạn. Đến đây mình đã được 98 198 mũi kép. Lúc này mình sẽ móc thêm vào cái chân giữa mũi kép cuối cùng và mũi trượt. Móc vào đây hai mũi kép cùng chung một chân nữa. Như vậy các bạn sẽ có tổng cộng 200 mũi kép sau khi móc xong hàng nhún số 1. Các bạn móc một mũi trượt vào đầu xích thứ ba để kết thúc hàng này. Đây, sau khi móc xong hàng nhún số 1 này thì các bạn sẽ có phần thân như thế này. Chúng ta sẽ chỉnh lại bởi vì khi móc cái này
nó hơi bị hóp lại. Đây các bạn. Rồi, bây giờ lên hàng số 2. Ở hàng số 2 các bạn sẽ lên cho mình 3 xích. 1 2 3. Và sau đó các bạn móc cho mình mỗi chân một mũi kép. Tính cả 3 xích vừa lên thì hàng số 2 này các bạn có tổng cộng 200 mũi kép nhé. Các bạn cứ móc như thế này cho đến khi hết hàng nhé. Đây, sau khi móc xong hàng số 2 với mỗi chân một mũi kép thì các bạn được phần bèo nhún như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lên hàng số 3. Ở hàng số 3 thì các bạn sẽ tiếp tục tiến hành tăng mũi cho mình. Các bạn sẽ tăng so le. Đầu tiên chúng ta lên 3 xích. Rồi, tương ứng với 3 xích ở hàng dưới, đây là một mũi kép. Chân tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép cùng chung một chân. Đây, chân tiếp theo các bạn móc một mũi kép. Rồi chân tiếp theo chúng ta lại móc hai mũi kép cùng chung một chân. Các bạn cứ móc so le như thế này cho đến khi hết hàng số 3 nhé các bạn. Đây là phần bèo nhún sau khi mình móc xong hàng số 3. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hàng số 4 đến hàng số 9. Các bạn lên cho mình 3 xích. 1, 2, 3. Sau đó chúng ta cũng tiếp tục móc mũi kép. Từ hàng 4 đến hàng 9 thì các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi kép cho mình. Chúng ta không tăng mũi. Các bạn cứ móc như vậy cho đến khi đến hàng số 9 nhé. Rồi đây là phần bèo nhún sau khi mình đã móc xong 9 hàng. Và mình kết thúc bằng các dấu sợi ra phía sau này. Rồi sau đó mình đã gắn khuyên D vào hai bên như thế này. Các bạn có thể gắn theo ý thích của mình nhé. Tiếp theo mình sẽ móc một tấm móc có kích thước như thế này. Chiều dài của nó là khoảng 17 cm, độ rộng là khoảng 9,5 cm đi. Mình sẽ gắn vào ở trong phần thân ở phía trong như thế này để làm phần ngăn phụ, bởi vì mẫu này mình không rất vá cho nên mình móc tấm móc như thế này để làm ngăn phụ luôn. Đây, mình sẽ gắn vào đây nhé. Nếu các bạn thích thì có thể làm hai bên hoặc là lót vải, tùy ý các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng mác như thế này để trang trí cho phần túi. Các bạn có thể treo nguyên mác như thế này. Đây. Hoặc các bạn có thể gỡ mác. Đây các bạn, mình gỡ mác và chia làm 3 phần như thế này. Sau đó chúng ta sẽ có thể chia trang trí. Ví dụ như cái này mình sẽ treo ở giữa bên này và phần bên này thì mình sẽ treo hai cái mác ngôi sao ở hai bên như thế này. Chúng ta có cái xích đây này,
bạn may vào phần đây đó, phần trang trí nó là tùy các bạn nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ nói sơ qua về phần gắn khóa kéo ở đây. Để gắn phần khóa kéo thì mình sẽ chuẩn bị khóa kéo này, kim chỉ cùng màu và băng keo hai mặt. Đầu tiên mình sẽ khở băng keo hai mặt và mình sẽ dán vào. Ở chỗ mà mình muốn may khóa kéo. Đây các bạn. Đây mình đã dán vòng quanh xung cái phần miệng túi này, sau đó chúng ta khở ra. Rồi sau khi khở xong thì các bạn sẽ dùng cái khóa kéo này, chúng ta sẽ dán vào, cố định vào đây bằng băng keo. Đây là phần khóa sau khi mình điều chỉnh dán bằng băng keo xong. Sau đó chúng ta sẽ dùng kim khâu. Các bạn khâu theo cái đường này để cho phần khóa được giữ chắc chắn. Như vậy mình đã hướng dẫn xong các bước cụ thể cần làm để thực hiện mẫu túi bánh bèo này. Sau khi hoàn thiện xong thì các bạn sẽ được mẫu túi như sau. Đây các bạn, mẫu túi sau khi mình gắn mác trang trí, may khóa kéo xong. Sau khi hoàn thiện thì mẫu túi này sẽ có kích thước như sau. Độ cao của nó khoảng 12 cm. Phần bèo nhún này thì tùy các bạn xếp ly nó sẽ như thế nào thì nó sẽ có kích thước khác nhau. Ở đây mình xếp ly nó khoảng 26 cm và phần đáy ở dưới này, phần thân của nó là khoảng gần 20 cm. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn là móc một mẫu túi đơn giản từ mũi kép. Hy vọng là các bạn có thể hoàn thành mẫu túi này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nhé.